Xin chào anh em, còn hơn một tuần nữa là tới mùa mới. Nếu trong đầu mùa anh em chưa biết farm gì cho mát lát thì mình Hưng hôm nay mình sẽ support cho anh em một số hướng farm để bắt đầu rất là đơn giản và hiệu quả. Trước khi vào video thì like và sub giùm mình nhé, cảm ơn. Đây là bốn hướng để farm sớm kết hợp mát lát cực kỳ ngon. Đầu tiên thì like mình có một cái clip hướng dẫn riêng rồi, anh em có thể xem lại. Còn về phần Legion thì nó cũng là một hướng farm tương tự như Blight. Anh em chỉ cần bỏ bọ vào. Hướng farm này kết hợp mà ép cực kỳ ngon, map nào có gớt kẹt ngon thì rất là tuyệt vời. Về phần Expedition thì anh em chỉ cần cộng full tree, bỏ bọ vào và đánh. Anh em có thể roll hoặc bán QC. Hướng farm này thì đi map tier càng cao thì càng ngon. Anh em nhớ để ý những cuốn logbook. Về phần boss có thể giá nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Cuối cùng là Action. Cơ bản thì anh em cứ cộng full tree Action, mua map tiên mộc sau đó bỏ vào và đánh action ra. Nhớ dùng cục corruption để đập vào những action ngon, cho thêm profit nha anh em. Cảm ơn, bye bye anh em.